Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, trong vài năm qua, chúng ta thấy những người theo chủ nghĩa dân túy, tiếng Anh gọi là populism, được người dân bầu lên khắp nơi trên thế giới, từ Thái Lan cho đến vừa rồi là ở tại Argentina, ông Tổng thống tổng thống mi lê rồi mới đây thôi ở bên hòa lan tiếng anh họ gọi là netherlands hay là dutch ở bên hòa lan á, thì người dân đã xuống đường để đi bỏ phiếu và dự trù lá phiếu của họ bỏ cho một người đó là ông Geert Wilders Ông này 60 tuổi Thì dự trù số phiếu bỏ cho ông sẽ nhiều hơn là gấp đôi hoặc là gấp ba kỳ trước Ông Jeff Wilders là ai? Và chủ trương của ông là gì? Đến độ mà ông tạo một hiện tượng ở châu Âu Mà người ta gọi là hiện tượng Trump ở châu Âu Trump đây tức là cựu tổng thống Donald Trump Ở tại Mỹ Quý khán thính giả thì đã quá biết nhiều về cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng nếu mà ở châu Âu có một hiện tượng Donald Trump như thế thì sẽ như thế nào? Ông Yed Wilders là người con thứ tư, người con út trong một gia đình bốn người con. Ông sinh vào ngày 6 tháng 9 năm 1963. Mẹ của ông là người Hòa Lan, lại like Indonesia. Mẹ của ông sinh ra và lớn lên ở tại Indonesia. Thân phụ của ông là một người làm công nhân ở trong hãng Osi. Hãng Os là hãng chuyên về in ấn của Canon, chi nhánh ở tại Dutch, tức là ở tại Hòa Lan. Thân phụ của ông Giet Wilders là một người trong thời kỳ đề nhị thế chiến trốn chạy khỏi người Đức Quốc xã nên giàu rằng sau này thân phụ của ông lớn lên 45 năm sau, để bước chân vào đồn của Đức Quốc xã, ông nhất định cũng không bước chân vào nơi đây. Những suy tư của thân phụ ông ảnh hưởng lên trên ông Gietz Wilders rất nhiều. Giàu rằng chống Đức Quốc xã nhưng bây giờ thì ông Gietz Wilders là trở thành một người cực đoan, rất cực đoan. Còn nhỏ thì ông lớn lên Ông đi học ở tại trường học Mavu and havo Ở cấp 1 và cấp 2 Ở tại thị trấn Thị trấn Vino Khi ông còn nhỏ Bố mẹ ông đã rửa tội ông Theo đạo công giáo Tức là đạo thiên chúa giáo Roma Dạy dỗ ông và hướng dẫn ông Theo khuynh hướng của những người Thiên Chúa Giáo Nhưng lúc ông lớn lên Dần dần ông nhìn thấy có những vấn đề ở thiên chúa giáo roma ông không còn niềm tin vào thượng đế nhiều như trước thì tiếng anh họ gọi ông là một người agnostic tức là một người bảo rằng là vô thần thì cũng không phải là vô thần nhưng bảo rằng tin vào thượng đế thì cũng không hẳn là tin vào thượng đế tức là ở chính giữa đó nửa vô thần và nửa tin vào thượng đế và ông đã từng nói Nếu mà tin vào một đồng minh tôn giáo Thì tôi tin vào thiên chúa giáo Roma hơn Nhưng còn tin vào những tôn giáo khác Thì chắc không đâu Sau khi mà học trung học Ông lên học ở tại Stichting Opiodin Social Vezet Ở tại Amsterdam Nước Hòa Lan đó. Tôi không phát âm được tiếng Dutch cách đàng hoàng nên phát âm của tôi rất là tệ và lũng củng. Nên những ai hiểu được tiếng Dutch mong đừng có cười tôi. Nhưng ý tôi muốn nói đó là ông học ở tại đại học ở Amsterdam, nước Hòa Lan. Amsterdam là một thành phố lớn rất đẹp và phải nói là một thành phố có nhiều điều để khám phá nơi đây. Ai mà tới Amsterdam rồi mới thấy đây là một thành phố ở dưới mực nước nhưng mà họ xây đê điều rất là tối tân nên thành phố này không có bị ngập lụt đây cũng là một điều rất là thú vị ông học luật ở nơi đây và ông ra trường có nhiều chứng chỉ về luật không có nghĩa là ông là luật sư có nhiều chứng chỉ về luật không có nghĩa là luật sư nói đến đây tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện của anh minh giang chủ kênh trực diện tv ở bên mỹ đó thì anh minh giang có làm một clip nói về một số người học luật nhưng không thi bằng hành nghề nổi lại ra ngoài cứ hay nói mình là tiến sĩ luật để rồi bình luận không đúng về sự kiện cái gọi là một vài công ty ở san diego đòi kiện vinfast ra một thông báo để mà người khách hàng chú ý mong rằng sẽ có những khách hàng mới nhưng mà đó, những người kia ra những chứng chỉ về luật lại không hiểu rõ nghĩ rằng là công ty vinfast của việt nam đã bị hai công ty luật của mỹ mở hoặc đóng hoặc điều tra và kiện không hiểu Rồi những người mà chống đối tôi á, Thì lại cho cái chiêu trò Cắt ghép hình ảnh Để ly gián tôi và anh Minh Giang Nói rằng là Minh Giang ám chỉ là luật sư Hoàng Di Hùng Bẩn bựa như thế đó Và cái tên mà bẩn bựa nhất Chính là cái tên dưới ở bên Úc á. Cái tên này tôi đã nhận diện ngay từ đầu là Việt Tân Giả vờ đi theo để xin ủng hộ để mà len lỏi sau khi mà len lỏi rồi đã nghĩ rằng là có thể nối kết được một số người thì đâm bị thóc thọc bị gạo làm cho trận tuyến ủng hộ tôi tan vỡ cái đã rồi từ đó đó là móc mối kéo những người đó theo tên dưới này để hửi hửi cái gì đó của tôi chiêu này là chiêu trò của việt tân tôi biết rất rõ rồi ngay từ lúc đầu tôi nói tên này là một Sleeping Cell của Việt Tân. Chỉ có Việt Tân mới chơi chiêu trò dơ bẩn đó. Việt Tân khi thấy tôi nổi lên thì bắt đầu là cử người bám sát theo để tìm coi thử có kẻ hở nào hay không. Đâm sau lưng, có vậy thôi. Tôi đã nhận diện ra từ đầu. Và khi đã nhận diện ra rồi đó thì nó mới lòi ra cái bộ mặt gian ác của Việt Tân. Cho nên chúng ta thấy trong những ngày qua hắn tấn công tôi đủ thứ, đủ chiêu, đủ trò. Tấn công luôn cả vợ trẻ của tôi cũng không có chừa. Đó là những chiêu trò mà Việt Tân đã từng làm với tôi. Tôi đã nói mấy chục năm trước đây khi mà tôi lên tiếng về sự thật của Việt Tân. Nên tên này tôi khẳng định đó là Việt Tân. Vì sao? Vì chỉ là một công nhân bình thường, một shipper mới qua bên Úc. Một thời gian sau này khoảng năm 2017. Đi làm công nhân đâu có tiền Thế tại sao lại giá vờ chi xài giống như một đại gia Trong khi đó nhà thì không có Ở nhờ Rồi làm clip mà chỉ là ngồi trên xe thôi Mà xe thì xe cũ nữa Tấn công tôi xong rồi đã không được Thì tấn công những người ủng hộ tôi Dám lên tiếng chửi bới luôn cả những người Từng là lãnh đạo của đất nước này Như là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết như là trung tướng trịnh lương hy hắn tấn công trung tướng trịnh lương hy nặng nhất chỉ vì sao vì là muốn đánh vào niềm tin vào những người công an những cán bộ tình báo giỏi về tình báo để sao để nói rằng là những người này ủng hộ tôi là sai hắn chỉ mong rằng những người ủng hộ tôi im tiếng đi như hắn đã từng nói im đi thì hắn tha rồi hắn chỉ mong rằng tôi im đi để sao? Để chính Việt Tân, kế hoạch của Việt Tân chứ không gì hết. Tôi lên tiếng rất rõ ràng. Đông Xuyến, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân đã chỉ đạo cho cái nhóm người bên Úc chỉ đạo đến trên dưới đó để làm cái chiêu trò dơ bẩn này. Nên khi thấy Minh Giang nói gì về những người học chứng chỉ luật mà không thể thi bằng hành nghề được. Nói về VinFast thì hắn lập tức cắt ghép đủ thứ hết. Ám chỉ là Minh Giang nói về tôi. Nhưng tôi với Minh Giang làm sao không hiểu được chiêu trò đó mà tôi là luật sư thật thủ, tôi có gì tôi ngại. Tôi đã chứng minh bằng hành nghề của tôi là 24002295 ở tại Texas. Ai mà bấm vào chữ State Bar of Texas bấm chữ bằng hành nghề, số bằng hành nghề là 24002295 thì ra đầy đủ hết. Tôi vẫn còn là in good standing ở tại Texas. Tôi hành nghề mấy chục năm qua và tôi từng là chủ tịch cộng đồng, từng là nghị viên. Làm sao cái bằng hành nghề của tôi giả được? Nhưng mà những con người đó, như họ, tung tin hết ngày này sang tháng nọ, ca gợi một tên tự xưng là luật sư ở tại Washington DC, đó là Trịnh Quốc Thiên. Bằng giả, không có. Mà tôi thì là thứ thiệt. Thì toa rập lại những cái nhóm người đó để nói rằng là bằng tôi là bằng giả còn cái tên kia mới là bằng thiệt ngộ nhỉ bằng thiệt thì cứ cho số bằng hành nghề đi và cho luôn cái đường link cái tôi đã chỉ rất là nhiều lần cái đường link ai muốn biết về bằng hành nghề của tôi cứ việc bấm vô State Board of Texas hỏi bằng hành nghề 24002295 là ra hết tất cả bằng hành nghề tôi rõ ràng như thế thế mà họ vẫn bẩn bựa như thường nên là đối với ông Geert Wilders, ông có học ở đại học tại Amsterdam. Một số chứng chỉ về luật pháp thôi, nhưng không có nghĩa là luật sư. Sau khi mà ông ra trường ở nơi đây đó, ông là một người thích chu du thiên hạ. Để sao nâng cao kiến thức của ông. Lúc đầu thì ông muốn có tiền để đi tới nước Úc trước. Nhưng mà ông không có tiền Ông gom tiền một số thì thấy rằng chỉ đi tới được Israel tức là Do Thái đó, nước mà đang có chiến sự với Hamas. Ông bay từ Hòa Lan đến Trung Đông đến Tel Aviv. Và khi tới Tel Aviv nước Israel, ông ở nơi đây, ông đi chung quanh nơi đây một thời gian. Ông hết tiền thì ông xin các việc làm. Các việc làm cũng nhẹ thôi phụ giúp nhà hàng, phụ giúp cái này cái nọ. Lúc đầu ông làm việc ở tại Mosaf, rồi đến Tomer, rồi đến Tây Ngạn, West Bank. Ấy. Ông lại dành dụng được một số tiền. Ông bắt đầu đi chu du một số quốc gia Ả Rập chung quanh đó. Để ông tìm hiểu về người hồi, cuộc sống nơi đây, văn hóa nơi đây. Sau khi mà ông tìm hiểu được rồi đó, chu du, du vùng đất Hồi giáo nơi đây thì ông bắt đầu quay trở lại Hòa Lan. Ông trở lại Hòa Lan vào cuối thập niên 1980 tức là khoảng năm 1989 hoặc là năm 1990. Trở lại Hòa Lan thì ông đi xin việc làm. Ông xin việc làm trở thành một người chuyên viết về thuyết trình cho một người lãnh đạo của một đảng. Đảng đó là một đảng bảo thủ. Đảng này tên là People's for Freedom and Democracy được viết tắt là VVD Đảng này khi ấy dưới sự lãnh đạo của ông tên là ông Fritz Buchenstein và ông viết diễn văn cho ông Fritz Buchenstein liên quan đến vấn đề những người Hồi giáo những người di dân thì chính ông Fritz Buchenstein là người mentor tức là người hướng dẫn về vấn đề chính trị cho ông Gear Wilders Ông Fritz Là một người hữu Khá cực hữu Và người viết diễn văn lại cực hữu hơn Thế là hai người Rất là ăn ý với nhau Ông Fritz đã từng Lên tiếng ở tại Quốc hội của Hòa Lan Nói về vấn đề người di dân Di dân Hồi giáo Là căn nguyên của sự phân hóa và tan nát của nước Hòa Lan. Đó là quan điểm của ông Fritz Bogenstein. Thế thì người mà viết diễn văn cho ông là ông Gere Wilders cũng đồng quan điểm này mà còn đi tới cực đoan hơn nữa cho rằng Hồi giáo là một tà giáo kinh khủng cần phải bị tiêu diệt. Thế rồi ông Fritz Bogenstein khuyến khích cho ông ra tranh cử để làm dân biểu và ông đã đắc cử làm dân biểu vào năm 1997 đại diện cho khu vực Utrecht ở tại Hà Lan. Sau khi mà ông đắc cử làm dân biểu, thì khi ấy thủ tướng đảng của ông đó là đảng People's Party for Freedom and Democracy. Là đảng CDA đó Muốn mời ông trở thành một thành viên của thủ tướng Ruth Muốn mời ông vào trong nội các Nhưng ông không có tham gia Đối với ông á Đảng People's Party for Freedom and Democracy là đảng hữu nhưng chưa có đủ Những gì mà ông suy tư vì ông suy tư còn cực hữu hơn Ông đã phát biểu nhiều lần với tư cách là một vị dân biểu chống đối lại đạo Islam, tức đạo Hồi Quan điểm về những người Hồi giáo ông cho rằng là gây phân hóa, chia rẽ và tan nát đất nước Hòa Lan Khi mà nhìn thấy cảnh nước Anh muốn tách rời khỏi Liên Âu Thì ông lại chủ sướng lên là muốn Hòa Lan cũng tách rời khỏi Liên Âu những quan điểm của ông đã gây rất nhiều khó khăn cho đảng cầm quyền là đảng People's Party for Freedom and Democracy. Và những người theo Hồi giáo, những người di dân, họ không có ưa thích ông. Nên từ năm 1998, họ đã có nhiều lần tính ám sát ông rồi. Thủ tướng của Hà Lan thấy điều này rất là nguy hại nên đã để cho văn phòng ông, văn phòng của một vị dân biểu ở một cái nơi riêng biệt hơn để sao để mà an ninh có thể dò xét xem thử ai ra vào như thế nào. Họ e ngại là ông sẽ bị đặt bom hoặc là bị bắn tỉa vân vân. Từ năm 2004 chính thức Hòa Lan cử người giám sát ông 24 trên 24 là vì nhiều người muốn giết hại ông. Cho rằng quan điểm chính trị của ông gây nguy hại cho những người di dân, cho những người Hồi giáo. Nhưng mà bên phía của những người cánh tả đó thì họ lại nghĩ đó chính ông là người gây nguy hại cho nước Hòa Lan. Và đã có lần nước Anh đó, từ chối không cho phép ông vào nước Anh dầu rằng ông là vị dân biểu họ cho rằng ông vào nước Anh thì coi chừng gây xáo trộn mất an ninh trật tự kinh khủng như thế đó thế thì vào năm 2006 ông thấy đảng của ông không có đáp ứng đúng theo nguyện vọng của ông là nguyện vọng rất là cực 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 hữu thì ông mới rời khỏi đảng People's Party for Freedom and Democracy ông ra và ông thành lập một đảng mới, đó là đảng Party for Freedom, đảng cho tự do, được viết tắt là PVV. Đảng trước kia của ông tham gia là đảng VVD. Khi ông tách ra ông thành lập đảng Party for Freedom thì ông lãnh đạo đảng này từ đó đến nay luôn, là gần 20 năm trời rồi. Trong thời gian đó lúc nào ông cũng bị đặt trong tình trạng có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. 24 trên 24 Chính phủ của Hà Lan cử người an ninh theo dõi ông Bảo vệ ông Và đặt văn phòng của ông Ở một nơi mà họ nghĩ rằng An ninh có thể giám sát được cách dễ dàng Tách rời ông ra Từ năm 2006 đến nay với tư cách là một vị dân biểu cực 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 hữu, uh, right extremist thì ông lúc nào cũng vận động tách rời Hòa Lan ra khỏi Liên Âu, chống đối lại những người di dân, coi Hồi giáo là một tôn giáo bệnh hoạn cần phải loại bỏ. Điều này cũng khá là chéo cẳng ngọng vì ông đã từng tuyên thệ trong hiến pháp của Hòa Lan đó là tôn trọng bình đẳng đối với các tín ngưỡng. Vậy thì Hồi giáo cũng là một tín ngưỡng, ngưỡng lớn đâu thua kém gì thiên chúa giáo Roma nhưng ông ông không có tôn trọng ông coi tôn giáo này là tôn giáo đáng bị khinh bỉ một tôn giáo của quỷ dữ đối với ông là như thế trong khi đó hiến pháp của Hòa Lan tôn trọng các tôn giáo coi là một sự bình đẳng thế nhưng tại sao ông lại kỳ này trở thành một người nổi tiếng đến độ mà số phiếu của ông theo như dự trù lúc đầu là khoảng gấp đôi bây giờ đó người ta lại nghĩ rằng con số này là lên tới gấp tư lần cơ. Ở Hòa Lan có 125 ghế cho các vị dân biểu thì đảng của ông á, dự trù thắng á, ít nhất là 35 ghế nhưng bây giờ người ta nghĩ rằng hơn nữa rồi. Đảng của ông mới thành lập năm 2006 là một đảng non trẻ ấy thế mà bây giờ vượt bực như thế. Một đảng mà nắm được 20 ghế ở Hòa Lan là kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà đảng non trẻ của ông đảng PVV, Party for Freedom, dự trù theo ông lúc đầu là khoảng 35 ghế nhưng mà các con số đưa ra vì sao? Vì kết quả bầu cử chính thức hiện giờ mà tôi đang thưa chuyện với quý khán thính giả tôi chưa có con số đó. Nhưng người ta dự trù là chắc hơn 35 ghế. Nếu mà hơn 35 ghế như vậy thì quá kinh khủng đi. Vì những đảng lớn chỉ có 20-25 ghế là kinh khủng rồi. Bây giờ ông hơn 35 ghế thì đảng non trẻ của ông trở thành một đảng rương cột của Hòa Lan rồi. Dẫu vậy, đảng của ông đâu có chiếm quá bán đâu. Vì 125 ghế chia 2, thì nếu mà muốn quá bán tối thiểu là phải 63 ghế. Nên đảng của ông cũng vẫn cần phải liên minh với những đảng khác và người ta nghĩ rằng ông sẽ liên minh với một đảng hữu để là thành lập chính phủ. Đảng của ông liên minh với một đảng hữu khoảng 20 ghế nữa thì thành lập được chính phủ hoặc là thêm hai đảng nữa mới được. Vậy thì dư trừ đảng Party for Freedom, PVV của ông Gear Wilders sẽ thắng thế coi như là nhiều nhất trong quốc hội kỳ này. Và dự trù như thế, ông uh, Gear Wilders sẽ thành lập chính phủ liên minh, liên minh với hai hoặc ba đảng. Và chính phủ này sẽ đưa đến một tình trạng đó là chính phủ hữu cực hữu, chính phủ của dân túy. Một trong những việc đầu tiên mà ông Gear Wilders làm thì chính ông đã nói đó là ông sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để Hòa Lan tách rời ra khỏi Liên Hợp Đó là điều ông làm đầu tiên. Như tôi nói hồi nãy rồi, ông Gear Wilders là một người theo như báo chí nói rằng ông là theo chủ nghĩa dân túy cực cực hữu extreme for right nhưng ông nói ông không muốn mang tên là extreme for right ông chỉ là một người theo lương tri theo những điều chính nghĩa mà thôi đó là điều ông nói vậy thì dự trù kết quả bầu cử sẽ được công bố trong vài ngày tới đảng pvv của ông giro Gilders thắng cử rất là lớn ông sẽ thành lập chính phủ liên minh khi nào ở bên hòa lan khi mà lập chính phủ liên minh không có đơn giản sẽ mất rất là nhiều thời gian một thời gian khá dài khoảng là vài tháng cũng có thể hoặc hơn nữa nhanh nhất cũng khoảng chừng một vài tuần và sau khi mà thành lập được chính phủ điều mà ông làm đầu tiên như ông đã tuyên bố đó là xin trưng cầu dân ý y như là cựu thủ tướng cameron ở bên anh xin trưng cầu dân ý tách rời khỏi Liên Âu thì ông Gil Wilders cũng sẽ xin trưng cầu dân ý xin tách rời Netherlands tức là nước Hòa Lan đó ra khỏi Liên Âu điều này sẽ gây một sự xáo trộn lớn ở tại Liên Âu tại sao những người Hòa Lan lại bỏ phiếu cho ông Gears Wilders thì người ta thấy những gì mà ông gears wilder nói lại chính là những gì mà người dân hòa lan muốn ông gears wilder đã nói trúng con tim đen của họ khi thấy những người di dân nhất là di dân hồi giáo tràn ngập vào hòa lan đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác ở nơi đây những gì mà ông gears wilder nói mà không hợp với lòng dân của người Hòa Lan thì chắc chắn họ không tin tưởng và bỏ phiếu cho ông. Họ biết rằng bầu một con người như ông lên thì Hòa Lan phải đối diện với một số thử thách lớn ở tại Liên Âu. Vì tách rời ra khỏi Liên Âu thì Hòa Lan chưa chắc sung túc như thế này đâu. Nhưng mà họ muốn bỏ phiếu cho ông Gilles Wilders là muốn gửi một tín hiệu cho cả Liên Âu. Đó là về chính sách di dân đang đè nặng lên trên cả Liên Âu và nước Hòa Lan không muốn chấp nhận điều đó. Đó là tín hiệu họ muốn gửi ra. Còn nếu thực sự Hòa Lan mà tách rời ra khỏi Liên Âu, Hòa Lan là một nước rất nhỏ so với những nước khác. Hòa Lan cần họ nhiều hơn là họ cần Hòa Lan. Hòa Lan mà tách ra thì Hòa Lan sẽ đuối thôi. Nên việc mà trên cầu dân ý tách rời Hòa Lan ra khỏi Liên Âu thì là một điều mạo hiểm. Châu Âu không muốn nhưng mà nếu mà tách ra thì Hòa Lan không có lợi lắm đâu. Như là ông Gilles Wilders nghĩ không có lợi như vậy đâu. Nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao những năm qua những lãnh đạo trên thế giới theo chủ nghĩa dân túy lại được người dân thương mến và bỏ phiếu cho họ từ bên Thái Lan qua bên tới Argentina, qua bên nước Hòa Lan bây giờ. Đó là điều mà nhiều người suy tư có phải vì họ nói đúng những gì đang diễn ra ở đất nước họ và họ lại có khả năng về ăn nói, tức là hung biện, kích động được lòng người thì người ta theo như thế hay không? Và chủ nghĩa dân túy như là nước Mỹ đã bầu cựu tổng thống Donald Trump lên thì chúng ta thấy sự sáo trộn rồi nhất là cuộc bầu cử vào năm 2020 và cuộc tấn công vào tòa quốc hội năm 2021. Nói đến cuộc tấn công vào tòa quốc hội năm 2021, thì tân chủ tịch quốc hội của Mỹ là ông Mike Johnson đã đưa ra một website khoảng 40.000 tiếng đồng hồ để nói lên sự thật về cái gọi là tấn công vào tòa quốc hội có hay không, hay là chỉ là một sự cắt nghĩa một chiều của đảng Dân Chủ Thì những ai muốn theo dõi chuyện đó thì hãy nhớ mình phải dành ra 40.000 tiếng đồng hồ 40.000 tiếng Dẫu vậy hiện tượng của cựu tổng thống Donald Trump Làm nhiều người trên thế giới phải suy nghĩ và bây giờ Thấy một người cũng có những quan điểm giống như là cựu tổng thống Donald Trump Mà lại được bầu ở tại Hòa Lan như ông Gerald Wilders Làm nhiều người rất phân vật đó là thông tin và góc nhìn của tôi xin gửi đến quý khán thính giả chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau